Nhân dịp 93 năm ngày Hà Tiên Đại Kết, hôm nay Xuân Thắng tổ chức ngày hội Hà Tiên Đại Kết. Đại biểu nhân tinh thần thể dục thể thao Tân Hương, Xuân tổ chức giao lưu bóng chuyền người cao tuổi giao hai đội vinh quang và chiến thắng. Đại diện cho tất cả quý vị đại biểu và các ủng hộ, xin giới thiệu đội hình ra sân của đội vinh quang mặc áo đỏ, đội chiến thắng mặc áo trắng. Trận đấu bắt đầu. Tài điều khiển chính ông Vũ Như Hiền, trọng tài phụ Nguyễn Tư Thành. Rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đẹp cái đội Đức Thắng 7-13. Điểm cho đội Đức Thắng 8-13. Bóng đá không qua lưới, điểm cho đội Đức Thắng 9-13. Bóng đá không qua lưới, điểm cho đội Đức Thắng 10-13. Bóng đánh ăn trực tiếp, điểm cho đội Đức Thắng 11-13. Đổi qua điểm qua 14-11. Bóng đậm đẹp, đổi qua điểm cho đội kia 14. Bóng đậm đẹp, điểm cho đội chiến thắng 13-14. Bóng bỏ rất đẹp, điểm cho đội chiến thắng 20-13. Điểm cho đội chiến thắng 15-14. Bóng đá không qua lưới, đổi ra điểm cho Tuyên Quang 15-16. Bóng đá không qua lưới, đổi ra điểm cho đội chiến thắng. Bóng đá ra ngoài, đổi ra điểm cho đội Tuyên Quang 16-17. Điều bóng rất hay. Điểm cho đội chiến thắng 18. Điểm
bóng cầm đẹp. Điểm cho đội chiến thắng 21-17. Bóng đánh không qua lưới đổi là điểm cho đội. Điểm cho đội chiến thắng 23-18. Vinh Quang cố lên. Bóng đập đẹp. Đổi ra điểm cho đội Vinh Quang 19-23. Bóng đánh ra ngoài, điểm cho đội. Bóng đập đẹp, đổi. Đội Vinh Quang cố lên. Hiện tại là thi đấu đội chiến thắng. Trung cuộc đội chiến thắng đã thắng đội Vinh Quang tỷ số 2-20. Công việc của phương thắng hôm nay là kết thúc. Quê hương tôi đùi đôi vẫn bao đời, hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đá đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Biển thủy mênh mông, sáng đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ. Từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy, truyền thống xưa con đây dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ kiến thủy văn phương. Nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất cần. Truyền thống xưa con đây, người sáng gương trung kiên với sông núi ngàn năm, kiên thủy yêu thương của tôi. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện chi hội nông dân thôn Đương Thắng, đại diện gia đình ông Vũ Huy Bén, đại diện gia đình ông Vũ Thọ Tiếm, ông Mạc Như Luấn, bà Nguyễn Thị Ánh,
nên nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân xã. Xin trân trọng kính mời đồng chí Mạc Thanh Tuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lên tặng giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trên. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Dòng đã đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiên thủy mến thương, sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ, từ kim sơn tân phong, từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa con đã sông núi ngàn năm xây quê hương rạng rỡ, kiến thủy vẫn vương nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận. Truyền thống xưa con đây người sáng gương trong tiên với sông núi. Kiến thủy sau nhiều năm xa, bao ngày bồn ba từng đêm mong nhớ, núi đôi chờ tôi nghiêng mình soi bóng, dòng sông Đa Độ vẫn nặng phù sa, núi đôi là cha sông Đa như mẹ ôm con vào lòng từ thuở con. Cây thì em mua mãi trường đại học nghiệp thuật một Hà Nội ở Mai Châu Quỳ vậy. Thì lên đây mua cây bưởi này là trồng được 7-8 năm rồi. Cây giờ thì mỗi một cây nó cho khoảng 100-130 quả. Nên nông dân là giống bưởi này thì nó cứ phải cách chết một tháng thì mới được ăn, nó mới ngọt. Mà hiện gì đặc biệt cái giống bưởi diễn của nó thì lại là ví dụ như là mình để trên cây mình vặt thì không ăn ngon, và để một tuần hoặc là hai tuần thì mà ăn rất là ngọt. Đấy, ví dụ như này là tại sao phải bọc này, là vì nếu mình không bọc thì ruồi với các thứ nó châm vào. Đấy, thì mình khi bọc ra đấy thì quả bưởi nó đẹp luôn và đẹp không bị châm. Đấy, nó không bị châm vào, nó không rụng. Đấy, nó lại màu đỏ đấy. Thế còn là cái giống bưởi này thì thực sự là trông nó bị hợp đất em thì hợp chất giống bưởi diễn này. Chứ còn nếu bưởi da xanh hoặc bưởi khác thì không hợp. Đấy, báo cáo các chị thế. Còn đây là giống bưởi Thiên Vua đây. Đây thì chị đây xem cái giống bưởi Thiên Vua đây. Đây là bưởi Thiên Vua mà quả bây giờ nó xanh nhưng mà chuẩn bị đỏ.
Này bác chị là chuẩn bị đỏ. Đây ví dụ như đây là bắt đầu đỏ, em sẽ rỡ quả ra là cho thấy chị nó đỏ đây, nó đỏ như rớt. Nhưng mà đây, ví dụ như cây đây, những quả này đây bắt đầu bây giờ bắt đầu lên màu đỏ. Đấy, nhưng mà cứ sang tháng thì nó sẽ là một màu tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, đây. Các chị xem bắt đầu lên màu. Nó lên màu đỏ thì để mình thờ tiết, một thờ tiết gọi là để tiết vua đây nhưng mà. Đấy, bắt đầu đấy nó đang lên màu đỏ đấy. Nó sẽ lên màu hết đỏ tất cả đỏ. Mã đỏ tất cả từ trong đến ngoài. Đây là nó bắt đầu mới lên. Rồi khi lên rồi nó đỏ hết tím lịm hết tất cả. Và đây ví dụ đây như quả này thì nó lại đỏ hơn. Vì nó do cái ánh nắng của từng quả, nếu mà quả nào mà tốt ánh nắng thì nó lại trắng đỏ hơn. Đấy, đây, đấy, bắt đầu đỏ hết rồi. Đấy, đấy, bắt đầu hồng. Nó sẽ đỏ, đỏ hết và Tết thờ thì đẹp lắm. Tết cái bưởi này thờ rất đẹp lắm. Mà khu vực này chưa ai có cái giống bưởi này. Bữa nay em có được 3 cây giống bưởi này. Năm ngoái có 9 quả nhưng năm nay em để được mấy chục quả. Gọi là bưởi gì anh? Bưởi Tiên Vua, nghĩa là Thanh Hóa. Mà để thắp hương ở nhà thì tuyệt vời luôn. Đấy, và bắt đầu giờ nó mới thế ra là, đây. Thế là đến Tết thì mới được thu Tết mới được, được thu cái bưởi này. Thu hoạch. Vâng, đây. Đây bắt đầu, các chị xem nó bắt đầu đỏ này. Đấy. Thế là Tết chúng em xuống đây đỏ nhá. Đây. Đấy, đỏ chưa? Bắt đầu đỏ hết. Đỏ tất cả cả trong ngoài. Đấy, đỏ trong hết là ngoài. Đỏ đỏ tím nữa. Đỏ tím đẹp lắm. Thế đây là bắt đầu nó mới phát triển. Để về trưng Tết nhỉ. Vâng đấy, còn các cây khác là bưởi diễn. Từ lúc mà nó chín hẳn lên thì chín hẳn đẹp lắm, đỏ rồi đẹp lắm, cả cây đẹp lắm. Đẹp luôn. Kia nó có cây nhưng kia quả nó quả nhỏ hơn cây này. Năm từ năm ngoái nó có rồi. Vâng, từ năm ngoái nó chín quả, cái này chín quả. Mình nhìn thấy thế nên ra là các chị là thôi thì cái vườn này nó làm nó phải kỳ công chịu thương chịu khó đấy, lên đây phải rải bằng giấy xi măng xong rồi phủ bạt lên thì nó sạch cỏ đấy. Chứ nếu mà cứ để thì mít đây ngoài kia thì bắt đầu nó đỏ rồi kia, thì ngoài kia trong anh nó có những quả nhỏ bao đỏ hơn cái này rồi đấy, cái này đỏ cái nó đỏ quả này rồi. Vâng đấy, trong này nó bị trong này nó, nhưng mà cái và cũng đi mua rồi, mua 150.000 một cây nhỏ nhỏ, em mua 10 cây. Nhân ra em nhân ra đang ghép sẽ ghép cái cây bưởi này và cũng đi mua rồi, mua 150.000 một cây nhỏ nhỏ, em mua 10 cây. Đây là 10 cây đây chị này, đây trồng lên 10 cây, bây giờ góc kia một cây, giờ góc kia một cây là mua 10 cây 150.000 một cây đây này. Em mua 5 cây 300.000, mua cái loại bé nhất của nó là 150 một cây. Quê hương tôi đùi đôi vẫn bao đời, thiên ngang đứng đầu với sóng gió biển khơi. Dòng đá đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy, truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiên thủy vẫn vương. Nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận. Truyền thống xưa còn đây, người sáng hương trung kiên với sông núi ngàn năm, kiên thủy yêu thương của tôi. Quê hương tôi đùi đôi vẫn bao đời, hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đá đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi.
kim sơn tân phong từ mùa thu đứng dậy truyền thống xưa con đây giúp bước ta đi lên với sông núi ngàn năm xây quê hương rạng rỡ kiến thủy vẫn vương nhớ về người ra đi bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất ngàn truyền thống xưa con đây người sáng thương trong tiên với sông núi ngàn năm cái mẹ trước nó chết đâm ra là kiến thủy yêu thương của ta từ mùa thu đứng dậy truyền thống xưa con vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận truyền thống xưa con đây người sáng thương trong tiên với sông núi ngàn năm kiến thủy
hương tôi, dòng sông Đà xanh mát, quê hương tôi, những cánh đồng bát ngát, anh sẽ cùng em đời ta vang dòng hát về thăm vương triều nhà Mạc vang danh. Tân Phong anh dũng về cha phương anh hùng, quê hương tôi mùa xuân đang đổi mới, về Kiên Thụy hôm nay những tâm hồn phơi phới, gom sức dựng xây quê hương thay màu áo mới, nặng nghĩa ân tình con người quê tôi đi xa trong lối.